Thực hiện mệnh lệnh tấn công trấn áp tội phạm dịp cuối năm, lực lượng 911 Công an thành phố Đà Nẵng đã tăng cường tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện và làm rõ một đường dây sản xuất làm giả giấy phép lái xe quy mô lớn. Cụ thể, vào chiều ngày 29 tháng 12, tổ C3911 làm nhiệm vụ tại địa bàn quận Liên Chiểu thì phát hiện Trương Công Minh, 28 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk, điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe để kiểm tra. Qua đó phát hiện trong cốp xe máy của Minh có nhiều bằng lái xe giả mang tên nhiều người. Khai thác nhanh, Minh khai nhận đã nhận làm giúp một số người có nhu cầu dùng bằng lái xe giả với số tiền 700 đến 1 triệu 500 nghìn đồng cho một sản phẩm. Tiến hành kiểm tra nhà trọ của Minh trên địa bàn phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, công an phát hiện rất nhiều phôi con dấu, tem chìm dùng để in ấn giấy phép lái xe bằng nhựa. Đối tượng Minh khai nhận số phôi này được mua của một đối tượng không rõ lai lịch phục vụ việc sản xuất bằng giả. Ngoài ra, Minh khai thêm về chiêu thức in bằng giả, chỉ cần một laptop và máy in là có thể thực hiện được hành vi. Vụ việc tiếp tục chuyển qua công an quận Liên Chiểu điều tra và làm rõ.